Định Quán là huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai, nằm dọc theo quốc lộ 20 với chiều dài trên 40 km. Đáng chú ý là nơi đây có một cái quần thể đá khá độc đáo được hình thành từ hàng triệu năm trước. Hôm nay mình sẽ khám phá đá Hang Dơi. Đây là một hòn đá lớn nằm cạnh đồi Đông Bắc thuộc xã Gia Canh, huyện Định Quán. Để đến đá Hang Dơi, mình đi đường quốc lộ 20 thẳng đến xã Gia Canh. Trước mặt mọi người là đá Ba Chồng. Đây là một cái quần thể di tích thắng cảnh tại thị trấn Định Quán. Nổi bật nhất trong cái quần thể là ba hòn đá chồng lên nhau với chiều cao 36m, nằm trên dên ngay bên cạnh quốc lộ 20. Cảnh tượng hùng vĩ của danh thắng này cuốn hút biết bao du khách đi ngang qua. Đi qua đá Ba Chồng khoảng hơn 1 km là tới ngã Ba Gia Canh. Đây là ngã Ba Gia Canh. Từ đây rẽ vào con đường này khoảng vài km chúng ta sẽ thấy đồi Đông Bắc. Các bạn nhìn bên phải màn hình, cái ngọn đồi lớn phía sau rừng tràm này là đồi Đông Bắc. Sở dĩ có tên đồi Đông Bắc là do người dân địa phương gọi theo hướng ngọn đồi, tức là hướng Đông Bắc. Nếu thấy được đồi Đông Bắc cũng có nghĩa là mình sắp đến đá Hang Dơi. Khối đá to phía trước là đá Hang Dơi. Chúng ta phải đi xuyên qua cái khu rừng điều này hơn 1 km là tới chân núi đá. Rất may hôm nay mình gặp những thành viên lớp tập huấn kỹ năng cứu hộ trong cái hoạt động thể thao mạo hiểm và thể thao du lịch trải nghiệm của tỉnh Đồng Nai. Lớp tập huấn được chọn tổ chức tại huyện Định Quán bởi vì nơi đây có một địa hình tự nhiên đa dạng, đáp ứng được cái yêu cầu thực hành như là kỹ năng sử dụng thiết bị cứu nạn, kỹ thuật thiết lập hệ thống an toàn, vân vân. Bây giờ mọi người đang trang bị các cái vật dụng cần thiết trước khi leo núi. Đây là anh Nguyễn Do Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Marcat Travel Định Quán. Còn đây là huấn luyện viên cứu hộ cứu nạn Thanh Trần, người trực tiếp hướng dẫn lớp tập huấn. Trong thời gian 5 ngày, các học viên lớp tập huấn được trang bị những kiến thức cơ bản về cái kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sinh tồn và cách xử lý những tình huống cho người gặp nạn khi mà tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, du lịch, trải nghiệm.
Vì đường lên núi có một số đoạn hơi dốc, nên trong lúc mọi người làm công tác chuẩn bị và kiểm tra các thiết bị cần thiết, thì một nhóm khác đã đi tiền trạm. Những cái người tiền trạm này là những người khỏe mạnh, leo núi giỏi, trang bị gọn nhẹ, leo lên trước, cột dây neo vào một cái điểm chịu chắc chắn. Những người này có nhiệm vụ thâu dần sợi dây theo từng bước leo của những thành viên khác, giữ chặt dây khi các bạn bị trượt té, cảnh báo những nguy hiểm có thể xảy ra. Công tác chuẩn bị đã xong. Bây giờ mọi người sẽ leo lên đỉnh núi đá trước mặt. Rồi từ đỉnh núi sẽ bám dây đi xuống từ vách đá thẳng đứng phía bên kia ngọn núi. Có thể nói đây là lần đầu tiên mình leo núi có độ dốc khá cao và trong điều kiện như thế này cũng rất là lo. Nhìn mọi người leo rất là nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, mình cũng từ từ đi theo. Đến đây đường đi tương đối thuận lợi nên mọi người không sử dụng dây nữa. Mọi người men theo triền dốc để đi lên, còn mình không đủ can đảm để đi tự do như những thành viên này mà phải dùng tay bám vào các cái mô đá thân cây để đi lên. Đoạn đường còn lại hơi dốc nên mọi người tiếp tục sử dụng dây leo. Tham gia lớp tập huấn này còn có một số bạn nữ. Một điểm chung của các thành viên tham gia lớp học là dù nam hay nữ thì tất cả đều có một sức khỏe rất là tốt và rất là nhanh nhẹn. Phải mất hơn 20 phút mới đến đỉnh núi. Đá Hàng Dơi là một tảng đá lớn như một cái ngọn núi nhỏ. Diện tích phần đỉnh khoảng 1 ha, phần chân núi khoảng 2 hecta rưỡi. Đỉnh núi có hình đa giác, nơi cao nhất là 140 m, thấp nhất là 100 m và là đá nguyên khối. Bây giờ mình đã có mặt tại cột mốc của đỉnh núi. Khi lên đỉnh núi, mọi người có thể phóng tầm mắt nhìn rộng ra phía dưới và chung quanh. Một khung cảnh hữu tình dưới cánh đồng rộng lớn, trồng cây ngắn ngày và cây công nghiệp. Đỉnh núi Hang Dơi cao nhất ở khu vực Đông Nam Định Quán nên có thể là điểm nhìn tốt, quan sát vùng đồng bằng Gia Canh. Phía đối diện là đồi Đông Bắc,
Đồi nhô lên trên bề mặt đồng bằng cao 120 mét. Phần đỉnh có miệng trũng dạng chữ C hướng về phía nam, nơi có lưỡi nhùm nhàm tiếp giáp với núi Hàng Dời. Lúc này dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, các thành viên lớp tập huấn đang kiểm tra thiết bị để chuẩn bị cho việc leo xuống núi từ vách đá thẳng đứng có độ cao 100 mét này. Ở Đồng Nai của chúng ta đó thì chúng ta có khá nhiều các cái huyện có thể làm được. Đỉnh điểm nhất là có thể nói đến huyện Định Quán Đồng Nai. Định Quán Đồng Nai được gọi là xứ đá mà. Xứ đá, và thứ hai nữa Định Quán Đồng Nai cũng có những cái khu rừng mà rất là sát bên, ví dụ như là ở đây là đá Hang Dơi. Phía sau của chúng ta đây là rừng Gia Canh. Thứ ba nữa là chúng ta có những các cái núi lửa. Ở vùng Định Quán có rất nhiều các cái núi lửa và thậm chí là có hang động. Và vì vậy cho nên có thể nói là Định Quán là một trong những cái địa phương mà dẫn đầu về các cái nguồn lực, nguồn tài nguyên để phát triển cái ngành du lịch mạo hiểm. Những lưu ý để mà có thể chơi môn này là, thứ nhất là các bạn phải đam mê yêu thích cái môn này trước. Thứ hai là bạn phải có một chút gì đó tính phiêu lưu mạo hiểm. Và thứ ba là bạn phải được training kỹ càng về cách sử dụng các thiết bị an toàn và kiểm tra kỹ càng các thiết bị được lắp đặt trước khi mình bắt đầu thao tác môn chơi này. Điều thú vị ở lưng chừng núi có một hang dơi. Đặc điểm của hang này là còn hoang sơ ẩm mốc. Cửa hang là già lộng hang khá hẹp. Càng tiến sâu vào bên trong thì mức độ nguy hiểm càng cao do môi trường khắc nghiệt như là thiếu oxy, ánh sáng và mùi hôi đặc trưng của phân dơi. Do đó nếu không có những thiết bị hỗ trợ cần thiết thì khó có thể vào sâu khám phá được. Theo anh Nguyễn Nho Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Market Travel, thì cạnh hang này còn có hang dơi khác nằm sâu trong lòng đất. Nhiều năm qua đã có một số đoàn khách đến tham quan khảo sát các hang dơi ở khu vực này. Tuy nhiên chưa ai dám mạo hiểm tìm hiểu hết những hang động. Vì vậy những hang dơi ở đây vẫn còn những điều bí ẩn chưa được khám phá. Leo núi là một cái hoạt động giải trí và giúp giải tỏa căng thẳng. Khi leo núi, mọi người sẽ được tiếp xúc với thiên nhiên tươi đẹp và không gian tự nhiên, không khí trong lành, cũng như được chiêm ngưỡng những cái khung cảnh tuyệt đẹp của tự nhiên. Ngoài ra, leo núi cũng giúp mọi người có một cái tinh thần lạc quan, thoải mái, tạo cảm giác tận hưởng thành quả sau một quá trình dài trên con đường không bằng phẳng. Từ đó bộ óc sẽ lưu lại những ký ức tích cực giúp mọi người làm động lực trong cuộc sống và quá trình làm việc sau này. Video xin tạm dừng tại đây. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn mọi người rất nhiều.